nhận ra. Đấy, Hồng cũng đều gái nữa. Tại vì nhớ là giọng giọng y chang hồi xưa vậy đó. À, không có khác thế nào à? À, về Việt Nam à, có chứ, thì phải phải ý thì chắc 1-2 năm nữa. Trời ơi, khó lắm Hồng ơi. Bây giờ đi cái này mà tụi Nguyệt không chụp giật mà đi được á. Bên này thì Yến cũng phải còn làm hy vọng là còn 5 năm nữa. Tại vì